21. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Tỉnh rồi. Nhà đầu thối cuối cùng mũi cũng đã tỉnh lại rồi. Tôi có biết là bọn ta tốt bao nhiêu công mới tìm được mũi không? Xin lỗi. Là mọi người phải lo lắng rồi. Đâu có đâu. Sao mũi lại bị thương vậy? Gia Gia, Dung Cảnh đâu rồi? Có phải là Cảnh Thế Tử đã bị nhốt vào thiên lao rồi không? Con muốn đi đâu vậy? Gia Gia, cái làm phản không phải là Dung Cảnh, mà là Giả Thiên Dực. Hắn để con xuống vực, để giết người diệt khẩu. Con phải nhờ cung điên nói rõ chuyện này với quan thường. Không được đâu. Giờ con không được đi đâu hết. Tại sao vậy? Tiễn Nguyệt à, Tam Điện Hạ nhẫn tâm tàn độc như thế. Nếu hắn biết con còn sống thì sẽ tiếp tục ám hại con nữa. Vậy nên không thể để ai biết con đã về kinh đô. Con đã hiểu chưa? Nhưng mà nếu con không đi thì Dung Cảnh phải làm sao đây? Cảnh Thế Tử, nghe nói Cảnh Thế Tử là tàn dư của Mộ Dung gia. Lần này chắc chắn thánh thượng sẽ trí tội Thế Tử. Con không cản được đâu. Ngài ấy là người của Mộ Dung gia thì sao? Người phạm tội đâu phải là ngài ấy đâu. Chẳng lẽ là bảo con trơ mắt nhìn ngài ấy bị làm kẻ thế tội sao? Thuyền Nguyên cả, con vẫn chưa hiểu sao? Cho dù người làm phản là Tam Điện Hạ, Cảnh Thế Tử cũng khó mà vô tội được. Vậy nên bắt đầu từ bây giờ, con không được phép bước ra khỏi cửa nửa bước. Mặc kệ đúng sai, chỉ khơi khơi giữ lấy mình. Tổ tiên nhân gia đâu dạy chúng ta như vậy đâu. Tiễn Nguyệt à, nếu con có bệnh hệ gì thì ta biết ăn nói sao với cha mẹ con đây. Con muốn trái tim Gia Gia này dở thành mấy mảnh đây hả? Gia Gia, Gia Gia, không có sự cho phép của ta, tiểu thư không được rời phòng này nửa bước. Gia Gia, bệ hạ, đây là thứ mà bọn thám tìm được trong phủ Mộ Dung tướng quân. Mộ Dung tướng quân âm thầm cấu kết với thuộc hạ cũ hút của nước Kỳ, còn cất giấu ngọc tỷ của nước Kỳ. Từ đó có thể thấy kẻ này có lòng dạ mưu phản. Bệ hạ, Mộ Dung tướng quân quy thuận cho thám từ thời Thủy Tổ Hoàng Đế. Kẻ ấy là người thận trọng luôn giữ chữ tín, sẽ có thể là kẻ gian được chứ? Kẻ có thể phản bội chủ cũ thì làm gì có nhân phẩm? Nếu vì chủ cũ mà có thể nhẫn nhục gánh vác trọng trách, có thể thấy kẻ này lòng dạ thâm sâu, không thể giao trọng trách nào cho hắn. Chỉ dựa vào một bộ quân phục đã nghi ngờ người ta âm mưu tạo phản thì cũng đã quá dội dàng rồi. Bệ hạ, chắc người không biết, năm xưa khi nước Kỳ diệt vong, thái tử nước Kỳ còn mặc tả lót đột nhiên mất tích. Nghe nói đây chính là lý do Mộ Dung tướng quân quy thuận thiên thánh. Tất cả những gì hắn làm là để giúp Ấu Vũ, để xây dựng lại đất nước. Vậy nên ngay từ đầu hắn đã có âm mưu kế hoạch trong bệ hạ. Được, cho dù thực sự là thế thì cũng nên điều tra rõ chân tướng rồi để quan thượng quyết định mới đúng. Đâu thể định đoạt mạng sống của một người bằng vài ba câu nói. Dân lão dân gia nói chí phải, chuyện này hệ trọng. Chấm giao chuyện này cho dân lão dân gia xử lý. Phải điều tra thật kỹ và phải điều tra bí mật. Lui xuống đi. Thần tuân chỉ. Thần tuân chỉ. Tiểu thư à, ngàn chút gì đi. Em nghĩ cách giúp ta. Ta phải nghĩ cách cứu chàng ấy.
Ta không thể nào anh ta đứng nhìn được. Tiểu thư à, tôi thì cũng muốn lắm. Nhưng bây giờ cả nhân dân phủ bị mấy chục gia đình canh gác rất là nghiêm ngặt. Lần này cho dù người mọc cánh cũng không bay ra được đâu. Đáng lẽ ta chỉ có thể ngồi đây không làm được gì sao? Hắn là gì của muội? Mà muội phải để ý như thế chứ. Thái Liên, em ra ngoài đợi ta. Dân. Ta, ca. Có phải là ta chưa từng xưng huynh bất kỳ điều gì không? Lần này coi như là ta xin huynh, người phải giúp ta ra ngoài. Ta phải đi cứu chàng ấy, ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Mùi lo lắng căng thẳng diễn như vậy sao? Thủy Nguyệt à, ca ca mùi không bằng thằng ngốc. Có phải mùi thích tên thằng thi thối đó thật rồi không? Chuyện đó không liên quan. Chuyện này vốn không phải là chàng ấy làm. Ta không thể nào để mặc chàng ấy chịu quan được. Ta, xin giúp ta đi có được không? Ta không thể nào mặc kệ chàng ấy đâu. Được rồi. Đúng là hết cách với mùi đấy. Ví dụ ta giấu Gia đưa được mũi ra ngoài. Vậy tiếp theo mũi sẽ định làm thế nào đi? Huynh Diễm, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Đã xử lý xong việc chưa? Huynh yên tâm đi, tiếng miệng phúc lớn bạn lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhưng mà có phải huynh có tâm sự gì không? Không có gì. Ta còn việc cần phải xử lý. Ta vào thư phòng đi. Kinh nhiễm. Bắt đầu từ bây giờ ta đã là hôn thê của huynh rồi. Sau này dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ nguyện cùng huynh gánh vác. Cùng huynh đa tạ Ngô Diệp Thiến. Nhưng đêm nay ta muốn ở một mình. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Chẳng phải ngươi muốn rửa quen cho mọi Dung gia sao? Ngươi gặp trẫm rồi đó. Nói đi. Nếu hoàng thượng đã nhận định thần là kẻ chủ mưu làm phản, vậy việc gì ngươi phải đích thân đến hỏi? Đã tới nước này rồi mà ngươi vẫn không khai ra, vẫn không nói thật với trẫm sao? Hoàng thượng cũng biết thần không phải là kẻ làm phản, người chỉ thuận nước để thuyền thôi. Nếu đã là như vậy, sao thần phải bất công giải thích? Trẫm cứ luôn coi ngươi là con trai ruột. Không ngờ trẫm lại đang nuôi ông tay áo. Tước hoàng thượng coi trọng chỉ là tiền tài của Dinh Dương phủ mà thôi. Thực sự không ngờ, thì ra lại là ngươi. Điện hạ, tìm được người chưa? Vẫn chưa tìm được. Dân. Dạ khinh nhiễm. Tiểu nha đâu? Tôi đi đâu vậy? Làm ta hết cơ hồn.
ta lo lắng chết đi được. Rốt cuộc cô đi đâu? Ta muốn nhờ ngài đưa ta vào cung gặp hoàng thượng. Tại sao vậy? Các người đã bắt lầm người rồi. Kẻ mưu phản thực sự là Giả Thiên Vật, không phải là Dung Cảnh đâu. Tam ca sao? Ta và Dung Cảnh phát hiện hắn bí mật cất giấu lương thảo và đuôi quân trong sơn động. Ta còn thường trực tiếp đối chất với hắn. Hôm các người đuổi đến phụ hoàng quan, trên thành lầu hắn đã bắt tay đứng uy hiếp Dung Cảnh, đã thấy còn đổ tội cho ngài ấy. Ta phải gặp hoàng thượng để nói rõ. Tiểu nhà đầu, chuyện này cứ để cho ta đến nói với phụ hoàng. Tôi đợi tin tức của ta là được rồi. Cũng được, nhưng ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ. Ta muốn vào Thiên Lao gặp Dung Cảnh. Không được. Tự ý vào Thiên Lao gặp riêng phạm nhân là tội lớn. Ta không thể nào để cô mạo hiểm như thế được. Người thường đương nhiên không thể tự ý vào Thiên Lao. Nhưng ngài là tướng hoàng tử điện hạ mà. Ngài nhất định sẽ có cách. Ngài giúp ta đi. Tiểu nha đầu, chuyện này vô cùng hệ trọng, không ai được can thiệp vào cả. Cho dù ta giúp cô gặp được hắn, tội danh của hắn chỉ không thể nào rửa sạch. Cô cũng đâu thể làm gì. Ta không biết, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngài ấy phải chịu quan. Khinh Nhiễm, bây giờ chỉ ngài mới giúp được ta thôi. Ta xin ngài có được không? Cô cũng biết chắc ta sẽ không bao giờ từ chối cô. Tứ điện hạ, Tứ điện hạ, lui xuống đi. Dân ta ngoài đây cần giúp cô. Cô đi tìm hắn đi. Tên ông hiếu này, nàng khóc rồi. Ai khóc chứ? Tôi chỉ đang nhìn một tên ngốc không biết tự cứu lấy mình. Ngài là người thích sạch sẽ nhất. Thế mà chúng lại giam chàng ở nơi bẩn thỉu lạnh lẽo như thế này. Nơi bẩn thỉu thế này không phải nơi quận chúa nên đến được. Để dưới nên đi đi. Đến giờ mà chàng vẫn muốn để ta đi xa sao? Ta chỉ không muốn để nàng thấy bộ dạng thảm hại này của ta. Trong lòng ta, chàng mãi mãi là người cao quý nhất. Chàng không thảm hại. Những kẻ du phóng hãm hại chàng mới là thảm hại. Ta biết kẻ khởi binh mưu phản giúp không phải là chàng. Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách, nghĩ cách chứng minh chàng trong sạch. Cho dù kẻ khởi binh mưu phản ở phần hoàng quan không phải là ta, thì e là lần này ta cũng khó mà thoát được. Ngài đừng tốn thời gian với ta nữa. Có lãng phí thời gian hay không là do ta quyết định. Nửa đời trước của chàng ta chưa xuất hiện, cũng không hiểu rõ. Nhưng nửa đời sau của chàng, dù sống chết sang hèn, dù là với thân phận gì, ta cũng chắc chắn sẽ bám chặt lấy chàng. Cô đừng ngốc. Ngốc thì ngốc, dù sao đời này chàng đừng hòng đuổi ta đi. Ta nhất định sẽ ăn giả chàng. Chàng đừng hòng đuổi được ta đi. Đừng hòng đuổi được ta đi. Phụ hoàng,
Sức khỏe của người sao rồi? Đã gọi người y đến khám chưa? Thưa điện hạ, không cần phải lo. Người y nói hoàng thượng chỉ là lo lắng quá nhiều, dồn nén ở trong lòng thôi, tĩnh dưỡng mấy hôm là được rồi. Giờ đây là lúc nhiều việc, mong phụ hoàng bảo trọng long thể. Như thần xin nguyện san sẻ gánh nặng với phụ hoàng. Cô đã trưởng thành rồi, trông thấy được an ủi rất nhiều. Lần áp giải phát tặc này cô làm rất tốt. Cô muốn nói gì sao? Nói đi. Phụ hoàng, chuyện Dung Cảnh làm phản với nước Kỳ có rất nhiều điểm đáng nghi. Sáng tốn công lên kế hoạch mưu phản, tại sao lại chia binh mãi mã ở Thiên Thánh, dùng thế lực của Thiên Thánh để làm phản chứ? Làm thế rất dễ bị bại lộ. Như thần xin phụ hoàng xét lại vụ của Dung Cảnh, điều tra rõ chân tướng. Vậy con nói cho trẫm nghe, giữa tam ca của con và Dung Cảnh, trẫm nên trị tội ai? Chuyện này bắt buộc phải kết thúc. Trẫm tự biết trị tội tam ca của con thế nào. Phụ hoàng, tứ điện hạ, đêm đã khuya rồi, hoàng thượng phải nghỉ ngơi. Ngài về đi. Nhi thần xin cáo lui. Ngô Ngu, dạ thưa hoàng thượng, có phải chuyện này trẫm làm sai rồi không? Hoàng thượng chưa từng làm sai bao giờ. Lần này biết hạ bệnh nặng, nhất định là nhiều vụ phán loạn ở Phượng Hoàng Quan, giận quá mới thành bệnh. Đúng vậy, ai mà ngờ. Còn các thái tử bị hạ coi trọng, lại cấu kết với quân phản loạn chứ. Chưa chắc các thái tử có mưu phản hay không vẫn chưa rõ. Nghe nói tới điện hạ, đã sai hình bộ điều tra là vụ này rồi. Long thể hoàng thượng đã có chuyện biến tốt. Tấm lòng có các vị đại nhân, hoàng thượng đã biết rồi. Các vị không cần xuất quỷ ở đây nữa đâu. Hoàng thượng vạn phúc. Dạ. Từ từ thôi, ta đi trước đi. Dạ. Tứ điện hạ làm vậy là có ý gì đây? Điều tra là vụ này, lẽ nào định giúp Dung Cảnh lực án sao? Tứ điện hạ nhân từ, là dễ mềm lòng trước những nhân. Nhân gia đời đời làm công, không ngờ đời này lại có một hồng nhan cái quả. Dân Thủy Nguyệt, tôi biết ngay là cô ta âm thầm giở trò mà. May mà chúng ta còn có chút quan hệ hình bộ. Tuy tứ điện hạ phụ trách điều tra lại vụ án này, nhưng khi cần người của hình bộ không chịu hợp tác, tứ điện hạ cũng chẳng thể làm gì. Qua một thời gian nữa, Dung Cảnh tự nhiên sẽ bị xử cực hình với tội mưu phản. Thế nên con tuyệt đối đừng nôn nóng, cứ chờ mà xem đi. Không biết tần đô quan đặc biệt tới chỗ của ta là vì chuyện gì? Tam điện hạ, bỏ qua những chuyện khác, hai chúng ta dù sao vẫn còn hôn ước hoàng thượng ngụy ban. Tam điện hạ nói chuyện với ta như vậy cũng hơi xa cách quá đó. Hóa ra lần này hoàng phi đến đây là để thắt chặt tình cảm. Đừng đùa.
Ngài còn chưa rõ ta đến đây vì chuyện gì sao? Nếu điều tra là vụ Dung Cảnh mưu phản, ngài sẽ gặp rắc rối to đó. Chẳng qua là chút phiền phức nhỏ thôi. Chỉ cần cho người trà trộn vào đại lao, lén xử tử trước một nghịch tặc, giúp thiên thánh, cũng không phải là chuyện gì khó. Điện hạ định ra tay khi nào? Ngày kia, ngày tứ đệ đại hôn, chính là thời cơ tốt nhất. Được, nếu ngài cần ta giúp thì cứ nói. Chữ thư cho tốt. Có sợ phụ vào trách phạt ta lưu niệm tới cô, hay là thật lòng quan tâm ta vậy? Ngày chết cũng đâu có lợi gì với ta. Sống khỏe mạnh cho ta. Vì sao cô lại theo dõi ta? Tất nhiên là vì Cảnh Thế Tử. Ta đây theo cô đến tận đây thì chẳng có gì phải che giấu nữa. Ta là các chủ mặt khác của nước Kỳ, lấy tên là Liễu Nhân Nhân, trà trộn vào Thanh Lâu, chẳng qua là để che mắt mọi người. Mặt khác là gì? Chuyện này thì cô không cần phải biết đâu. Cô chỉ cần biết chúng ta có cùng mục tiêu, đó là cứu Cảnh Thế Tử. Sao ta phải tin cô? Quân chúa hiểu lầm ta, mà ta cũng có khúc mắc với cô. Thế nên lúc ở Phượng Hoàng Quan, ta mới không ngừng nhắc nhở ngài ấy phải tránh xa người của Dân Dương Phủ. Nhưng mà ngài ấy không nghe. Nếu không phải tại cô, ngài ấy đã không phải chịu cảnh lao tù. Cô có ý gì đây? Ta thấy chúng ta vẫn nên nghĩ cách trước đi. Đố người ngay trước mắt của Hoàng Thượng, chỉ dựa vào lòng nhiệt quyết là không đủ. Bọn ta có dũng sĩ, có mưu lược, Chỉ là không có nội ứng. Bộ chú quả nhiên vừa nói là hiểu ngay. Được, nói ta nghe cách của cô đi. Ngày tới điện hạ đại hôn chính là thời cơ tốt nhất. A-ô, ta cảm giác như đang nằm mơ chị. Em nói xem, ta thực sự sắp trở thành thê tử của Kinh Nhiễm rồi sao? Tất nhiên rồi công chúa. Phụ hoàng, mẫu hậu,
giờ lành đã đến. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Xong lễ. Hôm nay tới Điện Hạ đại hôn. Chúc tới Điện Hạ có thể sớm sinh con để cái cho hoàng thất. Chúng thần chúc mừng hoàng thượng. Trẫm xin nhận lời chúc phúc tốt lành từ các ái khanh. Khinh nhiễm đại hôn, giờ đã là người trưởng thành rồi. Còn tiếp về hoàng thượng, tôi là người có chức vị, nhưng tấm lòng người làm cha mẹ cũng giống như là người bình thường. Trong lòng cũng thấy rất là vui mừng. Các vị ái khanh, tối nay trẫm sẽ uống mấy chén với các ái khanh. Tạ ơn hoàng thượng. Người sắp chết thì sao phải canh chừng chứ? Nào nào, ăn cơm đi. Chưa chết cũng chẳng sống được bao lâu. Mấy ngày nay trong cung đang bận lo chuyện đại hôn của Tứ Điện Hạ. Đợi bận hết hôm nay, ta nghĩ sẽ hạ chỉ xử chém thôi. Ngươi bảo đám dân công quý tộc này có tác dụng gì? Chẳng phải đến khi thất thế mạng cũng không giữ được hay sao? Thực sự còn không bằng cái mạng của chúng ta. Ngươi xem, có rượu có thịt tự do tự tại. Tập trung ăn đi. Sao ngươi nói nhiều vậy? Cẩn thận mất đầu đấy. Nào nào. Nghe không sao chứ? Không sao. Chúng ta đi thôi. Khoan đã, cái nào vậy? Người ca đã chuẩn bị xe ngựa rồi, ở ngoài thành đó. Đi trước đi, để ta dặn chúng. Chú ý an toàn đi. Đi thôi. Hôm nay là ngày đại hôn của ta. Tất cả mọi người đều đã đi rồi, chỉ có Tam ca vẫn uống rượu với ta. Đa tạ Tam ca. Tư đệ có chuyện vui. Người làm huynh trưởng như ta sao có thể không đích thân đến chúc mừng? Tam ca, vết thương của huynh thế nào rồi? Vết thương nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới. Chúc mừng tư đệ đã có được thi tử tốt. Ly này chúc cho tư đệ người đệ muội luôn luôn động lòng, bất niên giai lão. Tam ca, quân không thể đi được. Tối nay chúng ta phải uống đến khi trời sáng, không say không về. Nào, tứ đệ, ngươi say rồi. Sao ta có thể say được? Ta chưa say, vẫn uống tiếp được đấy.
Nào, Tam ca cũng mời dậy một chén. Trăm năm hòa hợp với đệ muội nhé. Không xong rồi. Đã mất một bước. Có thứ khách, đuổi theo. Đêm khuya thế này, cảnh thế tử dội vàng như thế, là định đi đâu đó? Tam điện hạ đợi lâu như thế, sao tại hạ không thể đến gặp được chứ? Muốn giữ cho giả kinh nghiệm để giữ chân ta sao? Cảnh thế tử, lúc này chỗ ngươi nên ở phải là đại la trong cung chứ. Ngươi tự ý vượt ngục, tội đáng chém đầu. Chân tướng chuyện mưu phản, ngài biết, ta biết. E rằng trong lòng Tam điện hạ càng rõ hơn một điều là thái tử trong lòng bệ hạ trước giờ đều không phải là ngài gì. Ăn nói lung tung, điện hạ chỉ biết cướp đoạt, e rằng khó mà được như ý nguyện. Thiên hạ là vậy, tình cảm cũng vậy. Nếu không tranh giành, sao biết là ta không được chứ? Điện hạ, Nguyệt Nhi, Dạ Thiên Dực, mũi tên trong người ngươi để bôi đầy kịch độc. Nếu trong vòng một canh giờ không được uống thuốc giải, sẽ chết vì phát độc. Mũi gì hắn mà định giết ta sao? Lúc Tam điện hạ giết ta, chẳng phải cũng không động lòng chết ẩn hay sao? Giờ thuốc giải đang trong tay ta. Ta khuyên ngươi nên mau chóng quay về dưỡng thương đi. Nếu không bỏ mạng ở đây, thì tất cả kế hoạch trước đây đều đổ sông đổ bể hết đó. Thả họ đi. Điện hạ, ta bảo thả đi. Dừng. Mọi người đi trước đi. Tiễn Nguyệt, tiếp ta đi, đi mau. Điện hạ, có cần đuổi theo không? Cho một đội bám theo họ. Rõ. Điện hạ,
sớm sinh quý tử. Công chúa A U, Kinh Nhiễm vẫn đang tiếp khách sao? Khách khứa đi về hết rồi. Tứ điện hạ, cô đã uống rượu với Tam điện hạ. Không sao, ta sẽ đợi chàng. Hôm nay em cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Nơi này vắng người, xung quanh không có chỗ nào để dừng chân, mà lại cách kinh đô quá gần. Nếu như truy binh đuổi đến, e rằng chúng ta rất khó thoát. Lạc Giao cô nương, dù sao đây cũng là Phật đường. Hoàng thượng trước giờ kính Phật, tuy nơi này đã bỏ qua đã lâu, nhưng chắc chắn họ sẽ cũng không tùy tiện vào lục soát. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Dung Phong đâu? Cha sắp đến rồi. Đám thượng quan đã đi đón rồi. Chúng ta tạm thời ở đây đi. Mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi, để mấy ngày nữa rồi tính. Thiên Nguyệt, còn nàng, ta đã bỏ trốn cùng chàng rồi. Mà chàng còn định đuổi ta đi nữa sao? Ta không còn đường nào để đi, nhưng nàng thì vẫn còn. Ta đã chọn xong rồi. Nếu nàng đi theo ta, thì sau này sẽ phải sống một cuộc sống lưu vong thực tế. Chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, cuộc sống thế nào ta cũng chấp nhận được. Nhưng ta không muốn để nàng chịu khổ. Đường ta muốn đi, ta sẽ tự chọn. Chàng không thể quyết định thay ta đâu. Ca, phụ hoàng quan xảy ra chuyện lớn như thế, sao không cho ta biết? Sau này ta sẽ kể cho đệ sau. Hôm nay mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Phụ hoàng, như thần biết lỗi rồi, là như thần khăng khăng làm theo ý của mình. Người muốn phạt cứ phạt như thần đi, còn có lỗi gì? Như thần đã làm thì cũng không được giấu phụ hoàng. Dung cảnh cho như thần thả, tuy dung cảnh có lỗi nhưng không cố ý làm phản. Nếu không, với gia sản của như thiên phủ, nuôi thiên quân vạn mã cũng không phải là chuyện khó. Vì sao phải cách bè cách phái một đám o hợp ở phượng hoàng quan? Như thần hiểu ý của phụ hoàng, nhưng đã thực thư dinh dương phủ rồi, vì sao còn phải đuổi cùng giết tận? Dù sao lại dinh dương cũng là công thần một thời mà. Hoàng, trẫm đánh tôi không phải là vì con chọc giận trẫm, mà là vì con khiến trẫm thực sự quá thất vọng. Chẳng muốn con phải nhớ kỹ, chẳng một lòng suy tính cho con, mà con mặc kệ trọng trách quốc gia, một lòng vì tình riêng. Con bảo chẳng vì chút gia sản kia của dính gia, chẳng là vì muốn thấy con loại bỏ chướng ngại dục. Con biết thân phận thật sự của hắn là gì không? Nhưng vì chút lòng từ bi đáng thương đó của con, rất có thể con sẽ chôn vùi giang sơn giả thị chúng ta. Thế sao này dung cảnh của lòng phản nghịch? Như thần nhất định sẽ không mềm lòng, hắn chắc chắn sẽ làm phản. Con làm thế là thả hổ về rừng. Ngô Ngư, có thần, đưa tứ hoàng tử đi lĩnh 50 trượng, cho người trong chừng nó giam lỏng trong phủ, tước bỏ mọi chức vụ. Nô tài lĩnh chỉ. Nhi thần tạ long ân của phụ hoàng. À.